Không phải đúng kỹ thuật đúng không? Không phải bị nhạt mất. Ăn miếng lòng nó đậm đà hơn. Nên nhìn cái mâm như mâm xôi ấy nhỉ? Vâng. Phần mỡ này là bỏ đi. Em khá kỹ đấy nhỉ? Vâng, đấy. Thì thành ra đúng là ăn cái này là nó béo. Nên là bọn anh ăn là cảm giác như là nó không có một tí mỡ nào luôn. Em vẫn làm như thế bao ngày nhiêu nào em cũng như thế ạ. Tại vì khách ăn người ta sẽ biết mà. Khi anh ăn anh muốn nhìn cái nõn đuôi nhà em bao giờ. Chi mà em nhặt là cũng bóc muối rồi ấy. Muối với giấm. Bây giờ là mình lại nhặt lại một lần nữa. Nên là sạch. Ấy, mưa rồi các bạn ạ. À, bây giờ mình và các bạn sẽ đến một quán lòng các bạn nhé. Quán lòng này mình mới được biết ở bên Long Biên này thôi, rất đông khách. Nhìn công viên này như là cũng chưa hoàn thiện thế nào nhỉ? Đứng đây cho đỡ mưa này. Đi qua nó có cây tôn rồi. Ừ, đúng rồi. Đấy, bây giờ nhiều người vào đây tập thể dục, nhà nào gần đây tập thể dục đây sướng nhỉ? Đây có nhà nào có cái khu viên, còn ở đây xung quanh toàn là khu biệt thự, có tầng. Đây là công viên Long Biên. À, hôm nay thì mình có qua đây mình thấy công viên cũng rất là hay nên là mình cũng chia sẻ lại một chút cái hình ảnh cho các bạn. Hôm trước thì mình cũng có quay một quán ăn ở phía bên này rồi thì mình cũng đi qua công viên này. À, lúc đấy là hình như nó cũng chưa mở cửa hay sao ấy. Nên là hôm nay là mình chia sẻ lại cho các bạn một chút cái hình ảnh phía bên trong này. Cũng rất là hay luôn các bạn. Đơn giản nhưng mà khác biệt. Ở giữa là có một cái hồ rất to này. Người ta xây dựng nhìn rất là khang trang. Vào đây mà đi bộ thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bạn nào mà thích ăn lòng thì hãy theo mình bây giờ nhá. Công viên này ở phố Vạn Hạnh. Đi cuối phố Vạn Hạnh này thì rẽ ra một cái là đến thôi. Đến phố Nguyễn Cao Luyện. Đây bây giờ rẽ vào phố Nguyễn Cao Luyện này các bạn này. Có chục điểm. Đi tiếp 1 km nữa. Đường đây khó nhớ là bởi vì người ta quy hoạch tổng thể. Người ta nhìn đường nào nó to giống đường nào. Đây, rẽ vào phố Thanh Am các bạn ạ. Phố Thanh Am thì chuẩn bị đến rồi. Đây, ngõ 190 này, xem thế này. Đây, ngõ 190. Thế liệu bên này phải ngõ 190 nhờ có một quán này này. Có thấy có một quán này này. Có tên ngõ chứ. Đây này ngõ. Đây là 19 rồi. Không, không. Đây là ngõ 18 này. À đây là ngõ 190. À cháu lòng đây này. Giải lưỡng tổ 21 đây rồi. Thì có này đây rồi. Thì ngõ này nó cũng đến kia nó cụt rồi mà. Đây có quán cháu lòng. Đây chắc là quán này rồi. Lần đầu tiên mình đến, đây là mấy bạn ở bên tìm quán, bạn ấy chỉ cho mình quán này các bạn ạ. Đi, ra đây xem có đúng không. Chào chào cô ạ. Vâng. À. Nhà mình làm đến đâu rồi em? Bây giờ nhà em thì bây giờ đang ấy đồ. Đang làm rồi à? Bây giờ làm rồi. Làm này bán buổi sáng hết luôn em. Ôi, áng thế. Ôi, cô Thái nhìn ngon thế. miếng giải. Rồi đúng rồi. Ui giời. Ôi, cô Thái hết giải riêng này ngon thế. Ngon đấy cô ạ, cô Thái hết chỗ này luôn à cô? Ừ, Thái hết đấy. Vâng, đây là ăn cái gì? Lá lách, lá lách nha cô nhỉ? Đúng rồi. Vâng, lá lách luôn. Lá lách này. Vâng. Tràng này. Tràng. Gan này. Gan này, giải này. Nhìn ngon đấy cô ạ. Rồi dạ dày này. Vâng. Cô Thái sớm này có sợ nó khô không? Không, tí nữa. Chắc khách đến đông vào luôn đúng không cô? Đúng rồi. Rồi. Nước chấm cô cũng pha xong rồi đây này. Nước chấm nhìn ngon đấy cô ạ. Nhiều ớt này là cháu thích này này. Đây bên này thì cật mình lại thái riêng à? Vâng, thái riêng này. Thái riêng để em trộn, em bốc ấy. Em bán này kiểu như em bán bốc chứ không bán theo lạ đâu. Cứ bốc lung tung ấy. Đây trong này thì mình có cái gì trong này đấy em? Cháo à? Nồi cháo to đấy nhỉ? Cháo em mới đổ tiết hay sao? Vâng, em vừa đổ tiết. Ừ. Nặn đuôi này. Anh nhìn này anh thấy nhà mình có vẻ bán số lượng cũng lớn đấy nhỉ? Và ngày thứ bảy chủ nhật cũng đông. À đúng rồi, hôm nay cuối tuần mà. Cuối tuần. Hôm nay cuối tuần thứ bảy đông đấy. Vâng. Bà con ăn nhậu thứ bảy các bạn ạ, vì được nghỉ. Ngày thường thì văn phòng ăn nhậu này uống tí rượu vào là hơi ngại. Đúng rồi, uống rượu vào. Từ ấy. Đây em phải ngâm cho nó mềm ra. Ừ. Để nó sẽ không bị khô. Không khô mới là không thơm nhỉ? Đúng rồi, không thơm, nó rất là mềm, nhìn nó rất là ngon. Hà Nội này nồi luộc này, bạn chuyển sang bên này. Vâng. Ôi còn nhiều bên dưới đấy nhỉ? Vâng. Là lách nhỉ? Phổ nhìn này. Sướng thế nhỉ? Gặp đúng vài dân thích ăn cháo lòng em ạ. Thế ạ? Nhìn là vâng. Thèm đấy. Tí nữa hai anh thưởng thức luôn. Ok, nhất định vâng. Rồi. Nhìn này mà không ăn thì dãi nó chảy khô người đấy em ạ. Thế này em lấy dạ dày xong chưa, mang ở đây cho chị để thái. Này các bạn nhìn này, nhiều không? Thích nhỉ?
Đó, anh nhìn bên này nè. Phân nhiều xô đầy luôn. Tim em ngâm cho nó không bị khô. Rồi, tim giải lên ra bên này, cổ họng nữa. Trong này là gì đấy hả em? Đấy là chả. Chả? Ô, nhà mình bán cả chả. Vâng. Chả là để bán bún hay gì? Bán bún, nhưng mà đấy là em nướng trước, tí nữa lại tí nướng. Tí nữa em lại nướng lại đúng không? Vâng. Bây giờ nướng non non thôi. Đâu, đấy là nướng trước, tí nữa nướng thêm. Tí là nướng trước để bán khách ăn sớm ấy. Xong rồi tí nữa. Trên này là hành để cho vào cháo này. Hành mùi. Có cả măng. Vâng, măng là bún măng. Bác làm ở chỗ rồi này thì liệu có bán hết không bác? Hết mà. Buổi sáng hết luôn hả? Sáng hết mà. Một cái chậu này khi nó phải đến hơn 20 lít bác nhỉ? 3-40 lít nhỉ? Không, chỉ 2. Nhiều lắm, hai cái chậu này to tướng này các bạn này. Đây là hành đây đúng không ạ? Ngoài hành ra còn có gì không? Hành, mỡ, tiết, ớt, lạc, rau răm, đúng rồi. Hôm nay tổng cộng tất cả các loại nội tạng mình lấy nhiều không anh? Nói chung là nó, em cũng đi nhặt thôi. Em cứ nhặt chỗ cái nào ngon ấy thì là em nhặt thôi, chứ em cũng không kiểu không cân lên ấy. Vì em cứ nhặt cái nào ngon thì em nhặt, còn cái nào không ngon này em chừa lại. Tại vì là cái bộ lòng ấy thì em chỉ nhặt cái phần ngon nhất thôi. Như cái nõn đuôi này này, em chỉ cắt cái phần nó ngắn như thế này thôi. Đấy, ý là ăn nó mới ngon. Chứ còn những cái con lợn nó không an toàn ấy thì em không lấy. Vì là mình nhìn cái con lợn nó bị bệnh hoặc là nó yếu ấy, hoặc là cái những cái lá gan hoặc những cái ấy này này là nó không đảm bảo là em không lấy. Thành ra là em cứ nhặt của mỗi người một ít ấy, mỗi chỗ một ít ấy. Đây là mình lấy ở chợ Trung Màu. Ở dưới Trung Màu ấy. Này, nhà mình anh nghe nói làm lâu năm rồi đúng không? Vâng, em làm 10 năm nay rồi. 10 năm rồi. Vâng, cũng 10 năm. Là hai bác mở, em kế nghiệp hay là em mở? Không, em là người mở. Giỏi thế. Bố em là phụ hộ giúp ấy. Thế ngày xưa em có hay ăn lòng không? Em không. Không ăn lòng à? Thế sao lại tự nhiên lại Thực ra là em tự nghĩ ra em làm, tại vì thực ra món ăn thì em tự nấu thôi chứ em cũng chưa học ai cả. Cái nghề này là em chưa học ai. Thành ra em cũng tự làm, em cảm làm như kiểu như là mình ăn như nào ấy thì làm cho khách ăn như thế. Thế, à? Thế thì anh mới hỏi em là ngày xưa em có hay ăn lòng không ấy? Em không ăn mấy đâu, thế nhưng mà đến lúc mà khi mà mình làm mình thấy đông khách ấy thì bắt đầu làm thì mình mới đam mê. Mình làm như kiểu là món ăn cho mình ăn hàng ngày thôi. Cái này là cái cuống họng. Cái phần này thì luộc ấy thì mình lúc mà rỗi hơn ấy, có thời gian thì mình cạo trước ấy thì nó sẽ ấy hơn, như kiểu do anh em đông ấy. Thì thành ra là thứ bảy làm nhiều thì là phải cạo sạch cái trắng này đi này. Trước khi mà rửa là phải sát muối. Sát muối xong rồi là bây giờ cái phần trắng này là mình cạo nó sạch đi. Em phải bóc hết cái đấy, lớp đấy bóc ra. Bóc hết cái lớp này ra này. Đấy. Thì lớp đấy ăn... nó hôi đấy nhỉ? Vâng đấy. Nhưng mà trước khi là em đã sát muối rồi. Đã sát muối đã làm rồi. Thành ra là khách ăn là yên tâm. Về độ sạch của quán này em thì nhiều người đến ăn biết đấy. Độ sạch thì yên tâm rồi. Anh thấy nhà mình là kiểu màu nó tự nhiên ấy, nó không bị trắng ấy. Vâng, nhiều nhà là trắng quá là do gì? Kể cả trắng là có thể là người ta ngâm một cái gì đó đấy, em không biết. Nhưng cái này nhà em các đồ thì kể cả trà thế, nó chỉ thâm thâm, nó không thể trắng tinh được. Đây là thịt giải này. Thịt giải này. Giải nhiều, những cái gì nhiều. Đây là em chỉ luộc một phần, một tí nữa vẫn phải luộc thêm mà. Thế á? Vâng, phải luộc thêm nữa. Đây là anh thấy bao nhiêu này rồi mà anh vẫn chưa hết à? Vâng, lưỡi. Trong này là lưỡi với tim à? Vâng, lưỡi với tim, với gan này em phải ngâm. Ngâm để cho nó mềm này, nó không bị khô. Khi nào cái này nó hở ra khỏi nước là nó sẽ khô. Cái này là cạo rồi, sạch thôi mà. Đây là ngâm ấy, nên nó mềm ấy. Cái phần này là kiểu nó bị khô nước ấy. Cái anh nhìn này trắng trắng, anh nhìn lướt qua. Cái này là cạo sạch hết rồi. Rồi. Sạch hết rồi, xong em mới... Đây là tim. À, tim em cắt ra thế để nó nhanh chín. Nhanh chín với cả cái tiết, cái ấy ở trong mà em lấy hết ra. Vệ sinh ở bên trong. Vệ xong, bên sinh ra, xong bắt đầu mình mới luộc. Như cái phần này thế này, em phải tách ra này. Tách ra xong rồi là em lấy hết cái tiết ở trong đây ra. Đấy, thế xong khi mình cho nó luộc thì khách ăn nó nhìn cái miếng tim nó ngon ấy, nó không có miếng tiết lẫn vào ấy. Thực ra cái tiết thì nó cũng không sao đâu, vì là nó trong phần tim nó sạch mà. Thế nhưng mà khi mà mình ấy này nó vừa dễ chín mà mình ấy ra thì luộc nhìn cái miếng tim nó trắng nó ngon ấy. Ừ, rồi anh đấy. Hiểu rồi. Nhìn bày xong này đẹp cả hẳn luôn nhỉ? Vâng. Đấy. Một thời gian để em bày. Nó đang nóng hay là lấy rất là bỏng tay đấy nhỉ? Bỏng tay.
Nóng quá. Bà đưa cháu cái kẹp, kẹp kẹp đây. Đây miếng gan này các bạn này. Gan nhìn ngon, đây, mịn. Gan này. Nó mịn gan này. Mịn nhỉ? Những miếng gan là lấy nó phải mịn thế này này. Đúng rồi, đấy. Anh thấy anh nhìn thì ngon đấy. Cảm giác có những tật. Vâng, đúng rồi, có những cái vết ấy, gan nó ấy là nó hay có những cái vết ấy. Hoặc là nó cứng. Đấy. Gan này cũng không to lắm anh nhỉ? Vâng, vừa vừa. Vừa. Các em còn nhặt lại cái phần mỡ này. Lúc em mà... cắt hết ra thế luôn vâng, hả? Vâng, vì là ăn nó đỡ bị ngấy, nó không bị ngấy và khách ăn cảm giác nó sạch ấy. Khi mà em làm là em đã nhặt sạch rồi, bây giờ em lại phải nhặt lại một lần nữa trước khi thái. Phần mỡ này là bỏ đi. À, anh thấy em khá kỹ đấy nhờ. Vâng, đấy, thì thành ra... Đúng là ăn cái này là nó béo. Nên là bọn anh ăn là cảm giác như nó không có một tí mỡ nào luôn. Vâng, khi nào ăn là em phải nhặt lại cơ, chứ không phải để thế này em thái đâu. Trước khi nhặt vào. Nên ngày nào em làm cái này hả? Vâng, ngày nào cũng phải thế mà. À, em làm như thế thì anh thấy nó cũng sạch luôn luôn đấy. Vâng, sạch mà. Thế trong này nó có cả những cái miếng mỡ đục này. Đấy, là khách ăn là không sợ. Cái phần này thực ra là cái phần luộc ấy. Cái tiết nó vào thôi. Nhưng với cả ấy, nhưng mà khi mà em nhặt là cũng bóc muối rồi ấy. Muối với giấm. Bây giờ là mình lại nhặt lại một lần nữa. Nên là sạch. Anh thấy em làm thế là kỹ đấy, cẩn thận đấy. Nhìn thì nó không được đẹp lắm đúng không? Đúng rồi, nhìn thì nó ấy, nhưng mà mình phải tách ra thế này này. Thì khách ăn nó, người ta cảm giác nó không còn cái gì để ăn này, rất là sạch. Chứ cứ để thế này ăn sợ là còn miếng tật ấy, hay là còn miếng gì sót bẩn ấy. Mỡ, rồi, đúng. Cái mỡ nó chọn, dính ấy, chọn. Thì là nhặt lại một lần nữa. Sau đó em lại phải trần qua lại một lần nữa. Lại trần nữa. Món này em có làm món chiên không? Có, chỉ, có à, chiên. Tí chiên à? Chiên được. Hết hay là vừa luộc vừa chiên? Nhà em thì lại khách đặt em mới chiên cơ. Khách gọi ấy. Và chứ em không chiên sẵn. Em có thấy nhiều khách gọi chiên không? Cũng có, tại mùa đông thì ăn nhiều hơn. Mùa đông thì khách ăn nhiều hơn mùa này. À, đúng là em làm này thì anh thấy rất chuẩn rồi. Nhìn nó kiểu nó không được đẹp mắt như cái kia. Đúng rồi, nếu mà để cả thì nhìn rất đẹp. Nhưng mà bên trong này phải xem cái phần bên trong nó có sạch hay không luôn. Cái bên ngoài nó chỉ là cái gọi là nhìn mình thấy đẹp mắt thôi. Đúng mà rồi. Cái phần ăn nó là chất lượng, nó là chủ yếu. Chờ một tí anh ạ. Khách đặt mang về à? Vâng, mang về nhưng mà bây giờ cháo nó chưa được hay lắm. Làm này em tỉ mỉ, mất thời gian. Vâng, mất thời gian mà. Phải nhập hết cái phần này nhỏ đi. 3-4 giờ sáng nhỉ? Anh thấy quán mình là quán đầu tiên cắt kiểu này đấy. Thế ạ. Chứ bình thường anh không thấy đâu. Tại vì em cứ sợ ấy, sợ khách thì đã ăn nên là thành ra là cái gì em cũng phải làm cẩn thận. Em vẫn làm như thế bao ngày nào em cũng như thế ạ. Tại vì khách ăn người ta sẽ biết mà. Khi anh muốn nhìn cái nọn đuôi nhà em bao giờ cũng tách ra mà. Không bao giờ em để cả miếng tròn ấy. Thế là em cũng kỹ tính đấy nhỉ? Vâng. Về món ăn thì em hơi kỹ một tí. Huyền ơi, em lấy chàng vào luộc đi em. Cái gì về đây em? Chàng. Chàng sao em lại phải luộc mấy đợt này em? Tại vì là khách ăn sớm ấy. Chàng nó không có nhiều em phải chờ. Người ta cứ mổ ra thì mới lấy vào đây luộc. Em có lấy cùng một quán không hay lấy nhiều quán không nhá? Chàng là em đi cũng nhặt đấy. Người ta mổ có thì người ta sẽ đưa. À, thế nhặt các nơi chứ nếu mà một cái thì một nơi thì... Không đủ được đúng không? Vâng, không đủ được. Em ơi đây là gì đây? Má lợn hả em? Vâng, má đây. Hôm nay có 4 cái má này thôi à? À, hay em là đang luộc ở trong nồi đây chưa vớt ra. Để cho khách người ta ăn sớm ấy. Khi mà nếu mà khách thích ăn ấy thì là thích ăn nóng ấy thì em sẽ tách ra. Thế lúc mà em mua về người ta đã làm sẵn cho em như thế này. Vâng, em yêu cầu của em là em phải lọc sạch như thế. Thế là bán chắc là mỗi một khách người ta sẽ phải mua cả cái này chứ hay là đúng tùy rồi. Thôi. Một người có thể ăn được một cái hoặc là hai người người ta có thể ăn chung một cái. Hoặc là tách ra luộc ra bát măng ấy, tách ra bát măng xong rồi mình chan vào canh măng ấy. Bỏ bàn ghế ra đi, mở cửa ra, bỏ bàn ghế ra đi. Địa chỉ của quán ở đây là tổ 21 ngõ 190 phố Thanh An các bạn nhé. Chắc tổ 21 thì các bạn tìm không ra đâu, bọn mình đã tìm rồi. Nhưng tìm ngõ 190 phố Thanh An, sau đấy các bạn vào đây thì thấy quán thôi. Thì cái ngõ này mình thấy là nó cũng ngắn, nó không dài. Trồng rồi, trồng rồi. Đấy. Có phải trồng nhiều không cô? Ui, nó phun lên kìa cô kìa. Đấy, chưa chín đâu, vẫn đang đỏ đỏ đấy. Này ra tầm 5 phút nữa được ấy cô nhỉ? Tầm 10 phút, 15 phút nữa được. Âm bỉ mà nó nhanh mà. Vâng. Nó nhanh. Nó phun lên kìa, vẫn còn đỏ các bạn ạ. Bao giờ nó phải trắng mới được. Vâng, nó phải ra nước trắng. Lúc âm bỉ lại một tí, 15-10 phút. Vâng.
túi, túi em ạ. Giờ lại phải trần lại nữa hả em? Vâng, phải trần lại xong rồi. Ô thế mình trần nhiều đợt à? Hay tí nữa khách ăn lại trần lại nữa hay sao? Hay đây là lần cuối rồi? Không, tại vì là hôm nay là nó đông. Em phải trần sẵn, tí nữa bốc không kịp ấy. Vâng. Rồi anh hiểu rồi. Anh nhìn như này là anh biết tí nữa khách của em là ồ ạt đến luôn ấy. Vâng. Đến giờ ăn phát là bán đông quá có sướng không em? Vất mà, mệt nhỉ? Vâng, vất mà ai cũng thích đông khách cả thôi mà. Ai bán hàng nói chung là cũng thích đông. Cho nước nước lòng để cho nước lòng nó sôi đi kỹ, chín kỹ đi rồi cho vào đi đã. Qua luôn được. Dạ. Có. Vâng. Chú đi ăn sớm đấy chú. Chú ngồi ạ. Vâng chú ngồi đi ạ. Nhà mình buổi sáng ra thì bắt đầu mấy giờ là có khách hả Linh? Cứ tầm 7 giờ thì 7 giờ 7 à? Giờ 7 rưỡi thì ngày thường thì 8 9 giờ là đông. Tầm đông là 8 9 giờ. Em nhúng bên đấy em gì đấy? Cho nó ngọt à... Cái nước của nó luộc ấy, lúc luộc những cái đồ. Nước bên này chỉ là nước trắng đúng không? Vâng, nước trắng, trắng qua. Không phải đúng kỹ thuật đúng không? Không phải em bị nhạt mất. Ăn miếng lòng nó đậm đà hơn. Em nhìn cái mâm như mâm xôi ấy nhỉ? Vâng. Khách mua bao nhiêu rồi? Mua 4 bát, 30.000 một bát. Thập cẩm cháo có, và trong có tim, cật, tràng, rồi lòng non, nói chung là nó đủ món. Bà thái rồi vào đây đi, thái rồi vào đây đi. Cho nó sôi kỹ mà bà ơi. Xem được chưa? Em cũng nhặt đủ món hết luôn đúng không? Vâng, đủ món. Nó phải có mười mấy món ấy trong một cái bát. 30.000 là chất đấy nhỉ? Vâng. Hả? Dài đấy. Được rồi đấy hả cô? Ăn gì hả cô? Dài quá nó khó gắp cô ạ. Một bát đầy đủ à? Vâng, bát cháo. Nghe có vẻ cái gắp của cô nó hơi mong manh. Cái này nó... Ui, dài thế nhỉ? Dài nối hết vào nhau hả cô? Ui, cái nọ nối cái kia này. Ấy, nó lại trôi mất rồi. Lấy cái kê vào. Đây đang kê đây, nhưng mà kê nó dài quá. Kê cái xô vào. Cái xô vào cho bạn. Chỗ này cô phải lấy cả cái cục này nó lên. Em ăn cái lọ hạt tiêu đâu? Cả cái cục. Về đây. Ui giời ơi này. Vào lấy lọ hạt tiêu cho chị. Kéo. Nhìn dài như suối nhỉ. Như thác chảy này. Dài quá. Ô, thế mình nối cái nọ vào cái kia hết à? Chứ mình không. Bố em cứ thích đèn dài. Đèn ngắn nó dễ gắp hơn. Đèn dài này buộc nó rất chi là gắp. Đây nó cứ kéo xuống ấy. Đấy hết rồi, hết rồi. Ác thật. Bỏ cái này ra cho chị cho cháu. Này cô đến mua cháo hả cô? Ôi cô có cái âu to đấy nhỉ? Cô mua mấy cái ăn đấy. Thế à? Thế cô mang cái âu to thế. Bạn cho nhiều. Kiểu cho ít quá thì ngại nó tít nằm tít bên dưới coi nhỉ. Đấy ơi, lắc cho ai mà ra nhá. Vâng. Để cái chậu rồi ta. Đấy kìa. Bà Hoan này. Chậu rồi kìa, để lui ra đây. Để ra đấy khách người ta đi lại. Có ship ạ. Cháu có ship đấy. Cứ đặt địa chỉ với cả ấy là cháu ship mà. Thái rồi đi, của em mới xong rồi. Đây ạ. Vâng ạ. Dạ. Quen không ạ? Đúng. Vâng. Bà thay cái răng trắng ở trong, vâng, trong nhà rồi. Bà ơi. Chú xem lâu chưa chú? Trong nhà chung bát cháo 30.000 rất là nhiều món. Đây bát 30 đây em. Vâng. Bây giờ đổ cháo nữa thôi đây đúng không? Vâng, chỉ ui, cho cháo. Ui, nhiều thịt phết nhỉ? Tim, cật, tràng, giải. Nhiều đấy. Thế bây giờ mới quấy cháo lên.
Thôi bấm ơi, xoáy nha bấm nhá. Đó, loãng quá. Không loãng, không loãng đâu. Này được chưa chị? À, mình vẫn phải khoáng đều hết lên đúng không? Đây xong rồi, của em xong rồi đây. Không nhanh là bị tuột toa rồi. Toa đầu bị toa cuối húc rồi. Hôm nay thứ bảy nó nhiều đồ. Này bấm ơi, cháo này bấm ơi, con mấy bấm. Để tí gọi anh ấy cho thêm hành đi em ạ. Hết hành rồi đấy, hành ít. Đi cho bác ở nhà này từ mong bị đến đây ấy. Mày biết là cái đồ cuốn thế nào rồi đấy. Chờ mãi thì chưa đâu. Đồ hút, bác cũng cần lòng bác nhá. Bác cũng cần lòng bác nhá. Rau ở đâu vậy? Đây. Anh rau ở đấy xong rồi. Đi cho 100.000 giải nướng bác. Dạ. Cho 100.000 giải nướng ạ. Còn thịt giải nữa bà ơi, thịt giải với cả chàng này thiếu này, giải với chàng thiếu nhá. Với cả lòng non nó hơi ít này. Sao mình lại phải đảo hết lên như này em? Em bốc ấy, em bốc cho nó đều ấy. Ừ, à thì lên em bốc một phát em là ra hết đủ luôn. Ra hết đủ luôn vâng. Nó nhanh. Chàng ăn gì? Rồi hai bát mang về. Hai bát gì mang về ạ? Trên kia có bát bữa thì chưa? Hai bát lòng ạ? Hai bát lòng bao nhiêu người ạ? Hả? Hai bát bao nhiêu người ạ? Mưa rồi các bạn ạ. Nhìn ngoài trời tối đi rồi đấy. Hai người. Hai bát hai người đi. Ờ 30.000 bát gì? À bát cháo gì? Bát cháo. Được. Tưởng là bát lòng. Bát cháo, bát cháo, bát cháo. Nói riêng lòng thôi nhá, kiểu về nhà. Cho vào hồ với túi ạ. Ờ cho vào một túi. Okay. Lên bật điều hòa lên đi em. Vâng. Điều hòa đi. Trên đây có khách rồi đi. Vâng. Để mát điều hòa được rồi đấy chị. Nó có hạch đấy cô nhỉ? Hạch làm này cẩn thận. Không còn gì đâu. Làm này thì ăn hết mỡ bên trong. Rồi, hết mỡ. Không còn mỡ. Thế nhỉ? Chàng mới bổ sung ra đúng không cô? Chàng đấy, chàng mới vừa luộc xong. Vâng. Chàng nó đặng lên. Đâu cho xem nào. Đặng nhỉ? Đặng lên. Cua nước, đặng này là cua nước. Thank you.
nhìn hồng quá nhỉ. Em lấy thì tươi, nó hồng, nó tươi, nó ngọt. Nhìn nó tươi, nó vẻ hơi hồng hồng tí. Đấy, nhìn thấy ngon chưa? Vâng. Ngon chưa? Đấy, nhìn nó lạc ngon không? Dạ. Phải bỏ hết tất cả những cái này đi này. Cái này cái gì đấy cô? Cái đầu của cái dạ dày. À, rồi rồi rồi. À, cô vừa mới cắt đi cái phần đấy, phía ngoài của nó. Rồi. Đấy. Anh nhìn em đảo như đảo xôi nhá. Anh đang tưởng tượng cái mâm đấy là mâm xôi, không phải là mâm lòng nữa. Hay là đặt tên quán nhà mình là xôi lòng đi em ạ. Lòng xôi. Nhìn như mâm xôi thật đấy. Quán này tưởng tượng xôi lòng. Quán em là lòng cháo, không phải cháo lòng. Lòng cháo, đúng rồi đấy. Lòng cháo. Thì là chị Trần sẵn này, tí khách đến. Không, em lại trần xong, em lại đổ ra cái mâm bên kia, đúng không? Tại vì bình thường ngày nó đông, không làm kịp. Khách đúng hàng rồi. Hay mắng thì cái tội không làm được nhanh ấy. Ừ. Em phải đặt sẵn ra đây. Được. Chàng này không gì lấy về luộc luôn nên màu nó không được trắng. Ừ, nhìn nó không được đẹp đúng không? Nhưng mà ăn rất là thơm. Anh nghĩ là ai mà sành ăn thì người ta cũng biết mà. Đúng rồi, người ta sẽ hiểu được. Đây là mầm lòng to nha. Đúng là chuẩn bị trước này, không thì tí nữa xanh mẹ bộ. Hôm nay trời mưa thì chắc là sẽ đông buổi trưa. Ừ. Trưa. Ngày mai thì đông hơn chị nhỉ? Ờ, mai chủ nhật thì đông hơn. Các bạn nhìn, đây gọi là một vựa lòng. Đây là má này là mới là lấy về xong cho vào luộc. Luộc mất khoảng độ tiếng. Chỉ anh ăn thử thì anh. Ừ, ôi má này thì chắc chắn là anh phải ăn rồi. Anh nghiện cái má này lắm. Có thể là anh ăn, anh để lại cho anh cắt. Ừ. Hoặc là em đọc sẵn cái cách nó băn măng. Ừ. Ôi em hôm nay lấy bao nhiêu cái má này hả? Chủ cái lấy cái kẹp đó rồi, lấy cái kẹp. Nó không có nhiều đúng không? Thì mỗi con lợn. Mỗi con lợn nó chỉ có 2 cái thôi. 10 cái là 5 con lợn. Phải nóng quá cô nhỉ? Nóng mà. Ăn ngay ngon mà. Hết chưa cô? Còn 2 cái này đây hả? Cái này là ra muộn là hết đấy. Ừ. Đặt trước. Như một má này em bán bao nhiêu tiền? 70.000 một cái ạ. Ừ. Canh măng ngon là 80, còn má không. Ra hàng, ra hàng. Cái đây. Mời mọi người. Để đấy sau đi vậy. Nhà mình đông khách quá Linh nhỉ? Vâng, tầm này hôm nay mưa thì vẫn chưa đông lắm. Thế đông nữa thì mình có cho bàn ra ngoài không? Có, tại vì hôm nay mưa thì chắc là không. Thế à? Anh Hoàn là 2 cháo này, của em 2 cháo này đúng không? Của em lòng 2 người đúng không? Xuất lòng 2 người và 1 cháo không em nhỉ? Ờ, lòng 2 người 1 cháo không. Em ngồi đâu đây, có chỗ ngồi chưa em ơi? Của anh Hoàn đấy mà. Của anh đây à? Ừ. Của anh đây nào đây? Của anh trước. Bắt lòng 4 người nhá. Bắt lòng 4 người của anh à? Rồi ạ. Đây này, ba chân đi. Chan đi, chan đi, chan đi. Của anh 2 cháo, cháo lòng. Đây đây, của anh đây, em làm đây. Của chị làm mấy bát năng về? Đây, lòng của anh 2 người đây. Bát cháo nữa, cầm hộ cô với. Bát cháo lòng. Đấy là bát lòng 2 với cả bát cháo không của em đấy. Em chuyển tiền chị chưa nhỉ? 120 rồi đúng không? Ok, ok. Bát này bao nhiêu tiền đấy ạ cô? 20.000 ạ. Bát cháo không đấy ạ? Cháo không 20.000 đây. Để ta ra cho em nhờ. Của anh Hoàn xong này, 2 cháo này. 2 cháo này. Hai cháo này, Huyền ơi, một người đứng múc đi, ba người đứng thái làm gì? Múc để cho bà đứng, bà thái lại cứ đứng ra. Bát này thì bao nhiêu cô? 30.000 cả nhân, nhân là 30.000 này. Làm không chia việc ra, bà đang làm, quay ra không đủ kịp. Đấy, 30.000 bát, 30.000 của ai đây? Của anh Hoàn đấy.
Anh Hoàn ơi, anh hộ em với. Hai tay hay cầm hộ. Ở bát 4, đây là bát 2 này, bát 2 của em này. Bát này bao nhiêu vậy? 100.000 ạ. Này một, đây bát 2 này, bàn số 3 này, bát 2 bàn số 3 này. Bát lòng 4 người của anh này. Của chị làm một cháo mà một bún mang về. Bà ơi hết gan hết ấy rồi nhá. Bát cháo không ba người kìa, trên tầng bà ơi. Đây. Còn tim, em chưa tính tim. Còn bát này thì bao nhiêu đây? Bát này 204 người ạ. Ừ. Đây em lại cho cả hành phi vào đây ạ. Vâng, sau đó thơm này. Nước luộc má này đúng không? Vâng, nước luộc má, ngọt, nó ngọt anh ạ. Đây bát 4 của em 200 này, cho chị thanh toán luôn nhá. Ba bát tiết nữa, có một bát cháo không nữa nhá. Một bát cháo không nữa nhá. Ờ thế là 250 đi, thanh toán cho chị 250 nhá. Nhớ giải này là anh ơi, 6 người là có ăn giải nướng không nhỉ? Anh ơi, 6 người có giải nướng không? Đĩa giải này bao nhiêu em? Đĩa này 200 là 5 người. Hết chỗ này là hết à? Em còn nướng thêm không? Có, ai khách gọi thì em sẽ nướng. Này, báo cái giải 5 người ở trên tầng ấy nhá. 5 người, hỏi anh cái giải 5 người. Của chị là một cháo đưa em, một cháo này. Này riêng vào túi á, chị. Này. Hai cháo mang về vào hộp à? Rồi rồi, tiết đây. Hả? Một hộp đem về nữa à? Ơi. Hai cháo là bao nhiêu hả? Hả? Hai cháo là bao nhiêu để em? Hai cháo 70 em chuyển khoản cho chị đi. Đây đây đây. Cả lòng nó để riêng mà. Lòng để riêng bà ơi. Cho cái túi bóng nhỏ đi để lòng để riêng đi. Huyền ơi, cái bát lòng bây giờ mấy anh ấy ngồi đâu? Lấy 3 bát tiết chưa? Tính tiền luôn mấy cả một bát cháo không, em có rượu không? Đây nhân đây. Có rượu không? Một chai rượu nữa à? Của em là 3 bát tiết là 30 này, một bát cháo không là 20 này. 20 một chai rượu là 35. Suất này của chị 40 nhá. Nhiều lên một tí đấy. Của em là 2 cháo nhỉ? Ngược thêm giải rồi chưa? Lóc lắm. Bóng tay nhỉ. Vừa mới ra lò chưa kịp nguội đã bán hết rồi. Bây giờ khách còn xếp hàng luôn rồi các bạn. 10.000 cháu không 10.000 đâu. Cái trộn đường cho một bát nhắm rượu cũng được. Mấy người anh? Hai người. Vậy em chuyển tiền cho chị chơi em ở. Rồi, 10.000. Vậy em 10.000 có trả lại không? Không, đã có. Đây là của anh ăn gì? Hai cháu. Đây là một bát cháu 50 à? Anh là một bát lòng 2 người à? 2 người là 100 nhé. Cho em thanh toán luôn. Đây là một không đi. Bát cháu không đi. Của em vậy ạ? Bát lòng của anh đấy. Từ B luôn. Nước dùng ở đây lúc em bình thường cái nước này nhé. Cái nước này là nước luộc má các bạn ạ, rất ngọt luôn. Mà nước ngon luôn các bạn nhé, chứ không phải là nước người ta luộc vớ vẩn đâu. Bên này thì má này. Còn má này các bạn mua không thì 70.000. Nhưng ở đây là mình mua kèm canh măng này thì người ta tính thêm 10.000 nữa. Má này ăn thì siêu đỉnh luôn các bạn, thịt mềm lắm. Đây. Đây, mời các bạn nhé, mình chén luôn đây. Ngon lắm anh ơi. Ngon lắm anh ạ. Má anh ạ. Cái nước chấm ở đây ấy, thì theo quan điểm của mình là người nào mà sành ăn thì mình khẳng định luôn là mình sẽ thích ăn cái nước chấm của chị ấy. Nước chấm chỉ dùng cái nước mắm nguyên chất cho ớt, tỏi. Ăn cảm giác như là mình được chấm thẳng vào cái nước mắm nguyên chất mà không pha gì các bạn. Nó chỉ có thêm một chút vị của hăng hăng của hành và cay cay của ớt thôi. Ta mình thấy quán này là người ta làm là ok đấy các bạn. Nước mắm rất là thơm luôn ấy. Nước mắm rất thơm. Rồi anh xin nhá. Cho anh thêm nhá. Mình bán Âu hay là bán cốc nhỉ? Dung uống không em? Anh Cường này.
Có đá, có đá, đâu có đá. Đây là trà đá miễn phí. À, trà đá miễn phí à? Thôi hai anh chung với nhau đi, em xin phép. À thôi, hãy cầm lên tí cho nó là không này. Rồi. Bây giờ mình ăn canh, ăn măng các bạn ạ. Ăn măng nó hơi có cái vị chua chua một tí. Ăn này ăn kèm rau mới ngon nhá. Ngon các bạn ạ. Ăn thịt mán này rất mềm. Cái phần này nó có cả gân này các bạn này, mỡ cả nạc này. Chấm lên nước mặt nguyên chất này. Ăn ở chỗ này rất hay các bạn. Ở cái phần thịt mỡ nó keo lại, nó keo cứng lại luôn đấy. Mình ăn lúc đầu mình tưởng không ăn được, gân nó dai. Nhưng mà thực ra đây là cái phần nó kết hợp giao thoa giữa phần gân với cả phần mỡ, nó kết hợp với nhau ăn nó vừa giòn giòn này. Ăn đấy béo béo nhưng không bị ngấy này. Nhai vào lại sật 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 các bạn ạ. Lại mềm mềm của mỡ ấy. Ăn hành ngọt thật đấy. Hành hang ngọt ngọt. Ăn cái này phải ăn hành sống mới sướng các bạn ạ. Ăn hành luộc thì ăn món khác. Ăn cái này nó phải gần một tí hang hang. Cay cay, hơi cay cay, ngọt ngọt, mát mát. Rất là nhiều hương vị trong cái hành sống này. Nhưng mà phải bạn nào mà hay ăn cơ, hay ăn lòng thì các bạn mới cảm nhận cái điều đấy. Còn các bạn mới ăn hoặc là các bạn nữ là thường các bạn sẽ không ăn hành sống này đâu. Đây miếng tim này. Miếng tim người ta thái dài đây các bạn này. Cũng khá dày chứ không phải là mỏng. Chấm này, mặn nguyên chất này. Đùa đây là tươi nhỉ. Đúng rồi đấy. Rất giòn, mềm. Dạ dày này. Chào anh. À, chàng. Chàng chàng. Đây là mình gọi bát cháo lòng này, bát to. Bạn nào mà ăn một mình ấy thì các bạn gọi bát nhỏ chỉ có 30.000 thôi. Còn bát này thì 50.000 đấy các bạn. Miếng tiết nhỏ nhỏ bên trong này này. Mời cả nhà nhá. Mời các anh nhá. Cháo ăn rất là mát. Vâng, anh nhanh ăn đi, xong lại để em ăn nữa đó. Vâng. Ok anh Trinh nhá. Đây là giải pháp cho những người không được uống rượu các bạn ạ. Bức xúc lắm rồi đấy. Nhìn các ông ấy uống rượu mà mình không được uống luôn đấy.
Cháo ở đây thì chỉ nấu dạng cháo hạt các bạn ạ. Cháo hạt này ăn thì mình rất là thích luôn. Mình khẳng định là chắc là nếu mà nấu cháo hạt này nhiều người sẽ thích hơn là nấu cháo mịn. Đúng rồi. Bởi vì ăn cháo mịn thì nó cũng ngon thôi nhưng mà nó không có nhiều cảm giác như là ăn cái cháo này. Nó vừa có hạt nhưng mà nó cũng có mịn đấy chứ đâu phải là không có mịn đâu. Đấy. Nó cũng có nhuyễn. Có nhuyễn, tức là nó 50-50. Trong cháo này thì cũng có lòng non này, lòng già này, có dồi này, có tiết này. Nhìn bát cháo màu nó cũng rất là đẹp luôn, với những cái tiết nó vỡ ra ấy, chứ nó không bị hòa tan cái màu vào bên trong. Có cật, có thịt giả cho bát cháo này nó đầy đủ hết những cái gì các bạn sẽ ăn trong một đĩa lòng. Cũng khá là đặc đấy, nhưng mà ăn thì cảm thấy nó không bị quá sánh đâu. Còn đây xem mình chưa ăn cái gì thì mình ăn nốt nhá. Đấy, lúc ấy thì... Rồi, cho anh miếng rồi đi. Rồi là nó cũng thể hiện kỹ thuật của quán đấy, chứ còn các cái khác nó... Cái gia vị rồi rồi thì mỗi quán nó cũng khác nhau nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Rồi thì trong này là người ta có cả hành tây các bạn nhé. Cũng khá là nhiều tiết. À không, không nhiều lắm đâu. Bên trong là có cả mỡ chai này, có hành này. Ok, mời các bạn nha. Ăn thử không thôi, chưa chấm với cả cái này. Vì thường là trong rồi này nó cũng đã có một chút đậm rồi. Ăn rồi đây là béo nhỉ, đúng nhỉ? Anh ạ, rồi đấy rất là béo. Hơi lổn nhổn của cái phần hành tây, ngọt ngọt của hành tây này. Cái vị rau thơm nó cũng khá là dịu. Rau thơm không bị nhiều, không nặng mùi. Nó rất là dịu, rất là dễ chịu luôn ấy. Nếu mà anh ăn một miếng nào mà nó có cái hạt lạc ấy, nó sẽ rất là bùi. Nếu bạn nào mà sợ ăn béo thì chắc các bạn cũng sẽ không thích cái lòng này. Vị lòng này là người ta làm chuẩn. Không cần thiết phải quá nhiều tiết thêm nữa hay là giảm bớt đi nữa, mình thấy ăn này là ok. Cái cháo này dị rất là vừa. Còn non thì bé bé. Non hẳn luôn ấy nhỉ. Mời các bạn nha. Chung làm non thì ăn cũng bình thường thôi. Chỉ ken nó không quá kỹ, nó ăn bên trong nó còn một chút bột, không bị đắng. Đặc biệt là cái non đuôi này các bạn này. Chị làm rất là, bạn ấy làm rất là cẩn thận, bạn ấy cắt bớt đi những cái phần mỡ này. Nên là thực ra dù có cắt đi hay không thì nó cũng vẫn béo thôi. Cái món này nó rất là béo nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt được rất là nhiều. Ngoài ra mình nghĩ là nó cũng sạch sẽ hơn nữa. À, đến cái đoạn này các bạn ạ, thường là mình ăn ấy, một lúc thì mình sẽ ăn kèm với cả cháo nữa. Sử dụng lòng để chấm ăn kèm đi cháo rất là ngon luôn. Cháo này nó tạo thêm cái độ mát ấy, còn lòng này, các món nội tạng này nó tạo cái độ béo. Khi chấm vào nó có thêm, kéo thêm chút đậm đà của mắm nữa. Ăn kèm với cả cháo này nó mát, nó ngon này, dịu lắm. Thịt này thái rất là đều đặn, dày dặn. Đấy, dày, miếng nó rất to, rất là đấy, rất to đây này. Mọi người nhìn này, đấy, cái miếng, các cái miếng này dày này, rất dày nhá. Mình nhìn cả cái bát này, đấy. Mọi thứ mà ăn rất giòn. Ở đây thái gần như là em thấy là chỉ có cái miếng tim ấy thì thái nó mỏng thôi. Nhưng mà cái miếng tim thái mỏng thì lại bản miếng tim nó lại rất là to. Còn bên này anh em ăn chưa? Đây, để em làm thử miếng thịt giải nhá. Đây này. Đây là miếng thịt giải đấy mà anh Khoa ăn đấy, nó có một chút đấy, nó có một chút gân này. Đây là má. À má. Vâng. Nước này anh ăn anh thấy nó hơi có cái độ chua của măng đó. Thực ra thì nó khá thích nhá. Nó hơi là mang theo một chút chua chua của cái vị măng ấy nhờ. Cái vị măng mà khá nhiều ấy. Chứ còn nếu mà măng mà luộc ngoài thì nó sẽ cho vào đây thì nó sẽ không được cái vị chua của măng này đâu ấy. Anh nghĩ là măng này người ta cũng có luộc qua rồi nhưng mà người ta còn luộc không kỹ. Người ta để người ta giữ lại cái vị chua của măng. Anh nghĩ đây là cái chủ đích chứ không phải là quán là người ta bị sơ suất đâu. Đây là luộc, chị phải luộc qua rồi, chị sơ chế rồi. Xong là chị bóp qua cái măng này rồi, xong chị cho vào, chị ninh cùng với cái này. Ok, giải lên rồi. 160.000 này em. Ui ôi, nhìn này. Đây, mời các bạn ăn giải của mình nhá. Anh ơi, anh bỏ lui cái này ra cho em cái. Anh ơi, ăn luôn đi, riêng giải là phải ăn nóng cơ. Cái này mà ăn nguội là không ngon đâu. Ăn đi anh ơi. Cái miếng giải đây thì người ta nướng này các bạn này. Nó không bị cháy quá nhờ. Nó mới bắt đầu bám vàng và hơi xém xém ở cái phần cạnh này thôi.
nhìn ngon nhỉ. Mời các bạn nhé. Mềm nhỉ nhỉ. Ăn mềm. Bên ngoài này nó hơi giám giám cháy này. Hơi có vị đắng nhẹ của cái phần cháy này. Xong bắt đầu giám giám giòn giòn nhẹ mỏng ở phía bên ngoài này. Anh ơi ngon lắm anh ơi. Anh ơi ăn đi. Anh ăn miếng đi. Ăn đi. Ui, cái này ăn ngon cực kỳ luôn các bạn. Nói đùa chứ. Là món đỉnh nhất từ đầu đến giờ. Ăn ngay các bạn ạ. Cái phần giải này nó mềm lắm luôn ấy. Bên trong, bên ngoài thì nó hơi cứng cứng nhá. Giòn giòn rất là mỏng phía bên ngoài này. Hơi đắng đắng một chút ở cái phần đen đen này. Nhưng mà bên trong thì ăn thì mềm. Ơi là mềm luôn. Thôi anh khán giả của mình. Anh gặp mình từ đầu đến giờ nhận ra mình. Em cảm ơn anh nhá. Anh ăn xong rồi đấy. Vâng, anh xem nhớ ấn like xem nhá. Ấn like video. Anh ấn like liên tục mà, thả tim liên tục mà. Dạ, thế anh ăn đấy lâu chưa anh? Ở đâu? Anh ăn ở quán này lâu chưa? Cũng tương đối lâu. Vâng, tương đối lâu rồi. Anh thích nhất món gì ở đây nhỉ? Cái này là nếu gọi là... Phỏng vấn luôn các bạn ạ. Ví dụ anh em mình nhá, mà có một chút xíu về tiểu. Chút xíu về tiểu là vâng. Cái sáo giải nướng là cũng tương đối ổn áp. Chuẩn chuẩn nhỉ, em thích món đấy đó. Tất cả cái khu vực của Long Biên này nhá, là cái quán này là một. Số một luôn anh? Vâng. Còn nếu gọi là cái má đào, bọn anh thường thường hay đi ăn má đào là dưới... Em đã quay rồi đó. Vâng. Quay dưới... rồi rồi. Cái thạch... Thành bàn. Em đã quay rồi mà. Vâng. Đấy cái đấy cho bạn má đào ở đấy là số 1. Như đây vâng. Là chưa phải là số 1. Vâng. Ở bên kia là chuyên má đào hơn, chuyên má. Đấy, em... Rồi em biết rồi. Anh nói vâng. Với em đã quay ở dưới thành bàn nhá. Vâng. Là cái má đào. Má đào đấy là còn hơn. Anh ý sành đây các bạn ạ. Dân thủ đây luôn. Nhưng cái này nhá. Là số 1. Vâng. Nhá. Cảm ơn vâng. Tất cả. Em cảm ơn anh. Dạ, vâng. Dạ. Trường Vũ. Trường Vũ, anh tên Trường Vũ. Vâng, em cảm ơn anh. Anh nhớ chờ đón video nhá. Vâng. Vẫn không lưu. Vẫn thả tim ok. Dạ vâng, vâng. Đấy, anh ý dân thổ ở đây thì anh ý nói là về má ấy, thì đây không phải là số 1. Nhưng về cái này thì ở đây là số 1 các bạn nhé. Thực sự mình ăn cái này mình thấy quá ngon luôn. Ăn ngon lắm luôn ý. Các bạn cảm tưởng như bên ngoài giòn, bên trong thì mềm, bên ngoài thì thơm. Hơi đắng đắng một tí của cái phần cháy xém ấy. Bây giờ là cứng cứng lên rồi. Vậy nóng ăn ngay các bạn ạ. Nóng ăn ngay lập tức, sướng lắm. Bây giờ bắt đầu là nó bớt mềm hơn một tí. Nhưng ăn vẫn rất là ngon luôn. Anh cảm giác như là ngon nếu rồi. Thêm tí hạt tiêu vào nó thì chuẩn. Hạt tiêu á? Ừ. Ít thôi, nói chung là nhiều. Tại vì dự phòng là có những người không ăn được cay hoặc là hạt tiêu. Bây giờ mình vừa ăn xong là giờ khoảng tầm 8 rưỡi rồi. Người ta bán đến 3 giờ chiều cơ. Ở đây rất là nhiều người. Mình thấy là đến đây ăn bún này, ăn cháo này. Quán thì rất là đông, đồ ăn thì rất là ngon. Bạn nào mà thích ở đây thì mình nghĩ là các bạn sẽ tìm được địa chỉ mà lúc ấy mình chia sẻ. Bây giờ mình xin phép dừng clip đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Giờ cũng ngớt mưa rồi các bạn ạ. Ở đây thì các bạn đến thì không phải lo chỗ đỗ để xe luôn. Thấy bên này chỗ để xe bạt ngàn luôn nhá. Quán thì người ta đông từ dưới lên trên rồi các bạn ạ.